Nhà đất TV xin kính chào quý chị cô chú khách hàng. Ngày hôm nay em xin gửi đến quý chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm ở trong hẻm 1372 đường 3 tháng 2 như quý vị. Ở đây là phường 2 quận 11. Và căn nhà em muốn gửi đến quý chị cô chú á có một cái diện tích khá là đẹp. Đó là ngang 3,5 m, dài 14 m quý vị. Có thiết kế là một trệt một lầu. Nhà này là nhà cũ nha và chủ đang cần muốn bán để mà đi xuất ngoại đó quý chị cô chú. Đây là hẻm 1372. Ở đây là phường 2 quận 11 nha quý chị cô chú. Từ cái mặt tiền đường 3 tháng 2 quý chị cô chú mình đi vào khoảng 10 m là tới vị trí nhà thôi. Bây giờ em mời quý chị cô chú vào bên trong cái hẻm này để xem nhà nha. Mình đi vào khoảng 10 m thôi quý chị cô chú. À, căn nhà ngay trước mặt đây quý vị. Đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu với chị cô chú. Thì nhà của mình là nhà góc hẻm nha. Diện tích chiều ngang của mình là 3,5 m. Và mình có chiều sâu vô là 14 m nha quý chị cô chú. Nhà của mình được thiết kế là một trệt một lầu. Rồi bây giờ mời quý chị đi, mình đi qua bên hông mình xem thử. Quý chị cô chú nhìn thấy lúc nãy em đứng phía ngoài nhà thì nói chung nhà là nhà cũ rồi, một trệt một lầu. Ở bên trong thì kết cấu nó cũng tương đối cũ cho nên em cũng không muốn quay cho quý chị cô chú coi. Bây giờ em nói thẳng là cái nhà này diện tích chiều ngang của nó là 3,5 m, dài 14 m, nhưng mà nó có cái lộ giới phía ngoài. Thì lộ giới phía ngoài của nó là tầm khoảng 2 m, còn phía sau của nó có một cái khoảng không giếng trời á, cũng khoảng 1 m mấy nữa đó quý chị cô chú. Nhà của mình diện tích công nhận là trên 38 m². Và hiện tại chủ nhà đang muốn chia sẻ giá là 3,6 tỷ quý chị cô chú. Thì giá này có thể thương lượng cho quý chị cô chú nào đi xem tiện trí nha. Kết cấu nhà sổ hồng đầy đủ nha, hoàn công thì chính chủ đứng tên. Và bây giờ gia chủ đang muốn bán để mà đi nước ngoài quý chị cô chú, cho nên là cần bán gấp trong vòng 30 ngày mới có cái giá là 3,6 tỷ nha quý chị. Thì em xin nhắc lại nha, ở đây là vị trí là một sẹt đường 3 tháng 2, nhưng mà mình trên sổ hồng đó là một sẹt của đường Thái Phiên. Từ cái vị trí nhà này mình đi ra ngoài 3 tháng 2, quay trở ra lại nha, thì nó tầm khoảng đâu hơn 10 mét tí xíu thôi quý chị. Đây hẻm của mình trước nhà là hẻm 2 mét mấy gần 3 mét quý vị. Đó, đứng đây mình ra mình nhìn thấy mặt tiền 3 tháng 2. Rồi. Thì em xin được phép nhắc lại quý chị cô chú, nhà của mình có diện tích 3,5 m nhân 14 m. Với thiết kế là một trệt một lầu. Vị trí của mình là vị trí góc và giá đang muốn chia sẻ là 3,6 tỷ nha quý chị cô chú. Rồi, quý chị nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0909049383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý chị đi xem căn nhà nha. Nhà của mình thì có sổ hồng, hoàn công đầy đủ nha, chính chủ đứng tên, pháp lý hợp lại. Rồi, cảm ơn tất cả quý chị cô chú đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở một clip gần nhất ạ.